Tính liên kết chưa thực sự chặt chẽ và hiệu quả trong mạng lưới các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng, việc thiếu thông tin, việc làm sao để đem lại hiệu quả cho các đoàn giao thương trong và ngoài nước là những nội dung được thảo luận trong hội nghị giao ban xúc tiến thương mại các tỉnh phía Nam do Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức mới đây. Theo báo cáo của Cục Xúc tiến Thương mại, trong năm 2022, hệ thống cơ quan xúc tiến thương mại đã triển khai hơn 755 đề án xúc tiến thương mại, đạt 82% kế hoạch. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2022 của các trung tâm xúc tiến thương mại địa phương là hơn 250 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện trong năm ước tính 199 tỷ đồng. Trong đó, các địa phương khu vực miền Nam đã hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường với 147 hoạt động, hỗ trợ hơn 3.000 lượt doanh nghiệp địa phương tham gia. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng các đơn vị địa phương cần tăng cường sự phối hợp, liên kết, tiếp tục tập trung triển khai tốt kế hoạch công tác xúc tiến trong năm 2023, huy động và sử dụng các nguồn lực dành cho xúc tiến thương mại một cách hiệu quả, đồng thời chủ động kết hợp, lồng ghép các hoạt động của địa phương với các bộ, ngành, các địa phương trong vùng và liên vùng. Tại hội nghị, các tỉnh thành cũng chia sẻ kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2023 của địa phương, ngành hàng và đề xuất những nội dung cần hỗ trợ của Bộ Công Thương, nội dung cần sự phối hợp của các địa phương trong vùng. Để công tác xúc tiến thương mại phối hợp kết hợp giữa các tổ chức ngày càng hiệu quả hơn, Cục Xúc tiến Thương mại đã đưa ra những định hướng cụ thể cho công tác xúc tiến thương mại trong các tháng cuối năm 2023, như tập trung triển khai góp phần thực hiện hiệu quả chương trình hành động của ngành công thương, tận dụng tốt các cơ hội mở cửa thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường truyền thống, thị trường lân cận còn nhiều tiềm năng, thị trường đối tác ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA, nhất là các FTA thế hệ mới và các thị trường mới có tiềm năng, đẩy mạnh liên kết vùng, tận dụng tối đa lợi thế các vùng, miền trong hoạt động xúc tiến thương mại.